và dây chuyền này mang tên là phân loại sản phẩm theo màu sắc. Đề nghị đại diện nhóm lên thuyết trình dây chuyền và vận hành dây chuyền cho cả lớp cùng trao đổi và học hỏi kinh nghiệm. Xin mời bạn Nghĩa. Chạm trung chỉ và tất cả các công nghệ chạm trung chỉ thôi.